Ngay sau khi Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh về những hệ lụy của việc người lao động đi xuất khẩu lao động qua môi giới cò, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tiến hành kiểm tra công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển Sona và có văn bản xử lý sai phạm tại công ty này. Trong nội dung văn bản của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, người công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển Sona đã chỉ rõ một số sai phạm hoạt động không đúng chức năng theo quy định pháp luật hiện hành của công ty. Cụ thể, công ty có chức năng hoạt động tư vấn, cung ứng và giới thiệu việc làm trong và ngoài nước, không có chức năng trực tiếp tuyển xuất khẩu lao động, nhưng công ty đã thông báo tuyển dụng lao động đi xuất khẩu, trao biển tuyển dụng sai chức năng. Việc công ty trực tiếp thu tiền đặt cọc của người lao động đăng ký đi xuất khẩu lao động là trái quy định, sai chức năng nhiệm vụ được cấp phép. Tư vấn ngành nghề cho người lao động đi xuất khẩu không đúng đơn hàng, hiện tượng gian lận đối với người lao động. Căn cứ khoản B, điều 16, Nghị định 19 năm 2005 của Chính phủ quy định điều kiện thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tạm thời thu hồi giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm của công ty Sona, yêu cầu công ty kiêm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân để xảy ra những sai phạm trên.